Hi, xin chào các bạn. Sau năm 2021, mình chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng. Trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn. Trước tiên, Tám cảm ơn rất chi là nhiều các bạn đã ủng hộ một năm qua. Các bạn đã luôn luôn đồng hành ủng hộ đội Tám. Nếu như không có bạn thì không có đội Tám. Ngày hôm nay, Tám cảm ơn rất chi là nhiều. Hôm nay, Tám chia sẻ một câu chuyện của người Việt. Những cái ông mà... đàn ông Việt Nam lớn tuổi đang sinh sống ở Canada, các nước khác thì mình không biết. Thì nếu như mà các nước khác mà có những cái câu chuyện mà tương tự như mình kể này thì hãy comment ở bên dưới để cho mình biết. Thì mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện của những cái người đàn ông người Việt nhà mình sinh sống ở Canada, chọn cả một đời đến khi mà nhắm mắt xuôi tay vẫn chỉ có một mình đơn thân độc mã, không có một người nào bên cạnh cả. Thì hôm nay Tám chia sẻ với các bạn như này, có rất nhiều người đàn ông Việt Nam sinh sống ở Canada, mang tiếng bây giờ sang tuổi hơn 60 tuổi mà vợ trong khi đó rất thành đạt, có nhà có xe mà đến bây giờ vẫn sống một mình mà không có vợ có con. Thì mình chia sẻ với rất nhiều câu chuyện, nhưng bây giờ mình chia sẻ một câu chuyện để hầu gợi các bạn thôi. Thì ở bên này mình có nhìn thấy có một cái anh kia là năm nay anh hơn 60 tuổi rồi mà đến bây giờ anh vẫn độc thân. Anh ấy không có vợ, anh không có con. Thì nhiều khi mà mình đi tiệc ấy thì mình chơi thì mình cứ quái lạ tại sao mà là đẹp trai chứ không phải xấu trai, đẹp trai mà anh nhà có, giả đất không phải vay tiền ngân hàng, xe có mà sao giờ bây giờ vẫn không có gái, không có vợ. Một cái đó rất chi là ngạc nhiên đúng không? Thì đến khi mà mình đi sâu vào mình nói chuyện và mình hỏi chuyện thì có một số người kể với mình là tại cái thằng cha này nó tham tiền hơn lên nó không lấy vợ, thành thử ra là nó không có, đến bây giờ nó vẫn ở giá bằng mình. Thì cuối cùng nghe ra là câu chuyện nó là như thế này. Anh này hồi trẻ thì anh ấy mải mê kiếm tiền để ổn định cuộc sống ở bên này. Thì trong khi đó thì anh không có quen bạn gái, không có quen bạn gái chơi bời gì hết. Thì anh đấy có mua được một căn nhà giá đất không nợ một đồng nào ngân hàng hết. Thì có một mua nhà, mua xe đàng hoàng các thứ. Thì lúc đó là đã khi mà thành đạt, có nhà có xe rồi, thì lúc đó là nó đi vào cái tuổi 40 tuổi rồi. Thì rất nhiều người thấy là cũng thành đạt xong, có đầy đủ rồi thì cũng giới thiệu cho bạn gái này lọ như thế. Thì anh ta thì cũng quen làm bạn gái, nhưng mà anh ta không đi đến hôn nhân. Thế thì người ta nghĩ đầu tiên là không hợp thôi, thì các bạn bè lại xuống vào lại đi tìm giới thiệu cho một người khác. Thì giới thiệu người nào đi chăng nữa thì cũng chỉ một thời gian thì lại thấy lại không đi đến đâu cả, không đi đến hồi kết, thì lại bị rẽ ra. Thế cuối cùng người ta mới tìm hiểu ra thì ngay ra là anh giới thiệu trong đội mình chơi là giới thiệu cho rất nhiều người, nhưng anh ta chỉ chơi và quen như vậy thôi chứ anh không đi đến hôn nhân. Bởi vì là khi mà đàn bà con gái thì dĩ nhiên là quen đâu thì người ta cũng muốn là lập một cái gia đình đúng không các bạn. Thế nhưng mà đến cái khi mà đặt vấn đề để về chung một nhà thì anh ta hoàn toàn, hay là đặt vấn đề là phải có con với nhau thì anh ta hoàn toàn coi như là anh ta lại không tính đến chuyện đó. Bởi vì anh nếu như mà đi đến kết hôn thì anh ta bắt người phụ nữ mà quen anh ta lại phải làm một cái giấy ký giấy trước khi là những tài sản hiện tại của anh ta đã là thuộc của anh ta, mai sau có về chung một nhà là một gia đình, tuyệt đối không được tranh chấp cái tài sản của anh ta. Như thế thì có một người đàn bà nào mà muốn cưới một cái thằng chồng như vậy đâu các bạn, đúng không? Không có thằng cái người đàn bà cưới như vậy. Bởi vì anh ta sợ lập gia đình, sợ lấy. Thì bởi vì là vì cái tài sản của anh ta trước đã có thì anh ta phải chia cho cái người vợ. Thế thành thử ra là anh ta không lấy vợ. Nên mà nếu như mà nhiều cô thì cũng muốn lập gia đình với anh ta,
Thế nhưng mà anh ta lại bắt ký cái giấy là tài sản này là tài sản riêng của anh ta, của anh ta trước khi lấy vợ, chứ người vợ lại mai sau được tranh chấp. Thì không một cái người đàn bà nào mà người ta lại muốn cưới, muốn lấy một cái người chồng như vậy. Chính vì thế nên anh ta mới ở đến bây giờ là đã hơn 60 tuổi nhưng mà vẫn mà một mình, không có vợ, không có con. Thì anh ta cũng rất thích là quen bạn gái, nhưng anh ta chỉ muốn quen là bạn gái bạn trai cuối tuần gặp nhau như vậy thôi, chứ anh ta không muốn là cưới. Thế thì có, mình cũng tìm hiểu thì anh ta cũng về Việt Nam mấy lần, cũng yêu rồi là tanh tanh bành ở Việt Nam lên, chứ không phải là, nói chung là cái thằng cha này thì nó cũng ham gái lắm, chứ không phải là cái dạng mà nó không phải là không ham gái. Nhưng bởi vì là nó có một cái tính ích kỷ, một cái tính kẹt xỉ, một cái tính keo kiệt, nên bởi vì thế đến giờ không có vợ. Anh ta cũng về Việt Nam rất nhiều lần, thế nhưng mà anh ta chỉ yêu vậy thôi, chứ anh ta không có cưới một cô nào đi sang bên này hết, bởi vì anh ta sợ là cái nhà của anh ta phải chia sẻ với cái người vợ về cưới. Thì các bạn thấy một câu chuyện, thì tại sao đến bây giờ hơn 60 tuổi rồi vẫn cứ phải sống một mình, ôm một cái nhà như vậy. Nhưng theo như mình nghĩ ấy, thì không biết các bạn nghĩ như thế nào. Theo mình nghĩ thì thực sự với các bạn là cái thằng cha keo kiệt trên này chứ, thì thực sự với các bạn không đáng lên lấy vợ. Có lấy vợ về thì kể cả cái nhà đó mà mai sau có thuộc về vợ thì cũng là cái dạng mẹ mày keo kiệt ở hiện tại ở không được. Một cái người mà người ta yêu thương thật sự thì không bao giờ người ta tính toán, bởi vì khi cưới vợ về thì cái căn nhà này dĩ nhiên là của hai vợ chồng, và mình không cần nói, bởi vì già vợ chồng thì cũng phải chết đúng không? Thì cái tài sản này thì để cho các con. Nếu mà cái người mà bình thường người ta yêu thương một cái mái ấm gia đình thì không bao giờ mà người ta tính toán như vậy. Nhưng bởi vì là cái thằng cha này nó quá là keo kiệt, quá là ích kỷ, quá là kẹt xỉ đi. Thế đến bây giờ cả cái hội mới bầu chứ, thì để xem chống cái mắt cái thằng cha này, mai sau mà nó chết thì cái của đi đâu, thì cũng cho từ thiện thôi. Thì cũng cho từ thiện thôi chứ đúng không các bạn? Thế nên mình chia sẻ với cái video này, mình kể câu chuyện này, thì nếu như các ông nào đang sinh sống ở nước ngoài, không phải là sống ở Canada mà sống bất kỳ một nước nào, nếu như mà các ông mà có cái tính keo kiệt, mà có tính bùn xịt, mà cái tính ích kỷ như vậy ấy, thì các ông xem, nếu như các ông muốn có một người bạn đời, bởi vì về già thì theo như mình ấy, thì nên có một người bạn đời để hù hỉ, nó như một đôi bạn thôi, chứ một đôi bạn hồi sớm chiều có nhau thì nó sẽ tốt hơn là sống cô độc. Nên nếu như các ông mà cái tuổi đã lớn rồi mà bây giờ coi như là ôm tiền ôm nhà hơn là vợ, thì các ông hãy suy nghĩ lại, bớt cái tính đây đi, cởi mở ra. Tiền tài nó chỉ là vật ngoài thân thôi, nhắm mắt xuôi tay xuống hòm 6 tấm ấy thì nó cũng giống nhau đó các bạn. Bởi vì lúc mà mình nhắm mắt xuôi tay thì bàn tay ai, bất kỳ một ai cũng là cái bàn tay phải mở, phải mở ra như thế này, chứ có ai lắm được để mà đi đâu. Thế nên nên ông nào có cái tính như mình kể câu chuyện vừa rồi thì hãy suy nghĩ lại để cho mình có cái cuộc sống tốt đẹp hơn, để mình có một cái người tìm được một cái người bạn đời đồng hành với mình về cuối đời thì nó sẽ tốt hơn. Thì hôm nay coi như là năm mới sang năm 2021, mình kể câu chuyện về của những cái ông mà keo kiệt bùm xỉn, ôm nhà ôm gái hơn, để chia sẻ với các bạn, thì để cho một cái câu chuyện của người Việt mình, thì để cho không biết là cái nước nào, các nước khác thì không biết, mình không biết là các bạn có gặp cái trường hợp câu chuyện như thế này không, thì các bạn hãy comment cho mình ở bên dưới để nghe. Thì cảm ơn các bạn nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng đội 8, và cảm ơn các bạn xem suốt thời gian qua, các bạn đã xem video ủng hộ đội 8. Đáng cảm ơn nhiều, chúc các một lần nữa chúc các bạn năm mới an khang thị vượng, happy new year, cũng nghỉ phạt rồi, khăn sân nhìn khoai lọc. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bạn nhiều, hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.